Hôm nay uống cà phê ha. Hồng á ha anh, hồng leo ha. Không, đó là có trái rồi. Dạ. Đó là dây leo bông tím gì vàng. Nhưng mà có trái đỏ này xanh đẹp. Dạ. Anh này là anh Sử nha, ở Đà Lạt. Cho nên anh... Rồi chứ là đi quay rồi nó chụp rung rồi đó. Ông đè, khung đi ông đè. Sát cái hàng rào của cái máy ông đè. Bây giờ hồi sáng nó lên đây em đếm cây này theo mà. Được không? Trời ông này đúng không hả? Đi thánh đó. Đi thánh thì... Chuyển lại về đây. Giữ lại. Vô đây. Ai công là lớn lắm đó. Và đẹp lắm, rất đẹp lắm. Thì ngang tới 40 mấy mét rồi. Rồi nhấn lại. Bấm 13 chị đi. Chói hả? Nên cái gì? Quay cái gì? Quay điểm chứ. Sang cầm cho em vô cái. Trời dữ à, ngồi quay trống rung rồi đó. Người đẹp của Đài Phát thanh Truyền hình Cần Thơ đây. Dám. Dám. Giới thiệu các bạn, đây là anh Sử. Người Đà Lạt. Rất đẹp trai. Trời ơi, đây. Giới thiệu cho các bạn. Hơi lộn quá. Đây là người yêu của anh Sự, tên gì chứ? Chị Biên. Chị Biên, rất là đẹp gái. Cái này đúng, cái này đúng. Đây là bé Liên, rất xinh đẹp. Bé Ngọc, con bé Liên, dễ thương lắm. Chị Biên. Mình lên luôn đi anh, mình lên luôn đi chị Biên. Này đánh giới thiệu chị Biên, mình giới thiệu chị Biên. Giới thiệu chị Biên. Nhiệt kiều quá. Thôi thôi thôi. Mình đã chọn cái thế cái nào mà mình ưng nhất đi. Cứ nghĩ bữa nay đông lắm. Chưa đông. Chưa đông hả chị? Chưa đông. Rồi em đây em cái đạn này qua. Rồi bây giờ mình lên trên tầng cao rồi ha. Mình sẽ chia sẻ với các bạn thành phố Cần Thơ về đêm. Ồ, lung linh nha các bạn, rất là đẹp. Quá xa đẹp luôn. Nha các bạn thấy không? Có dòng sông thơ mộng. Cần Thơ có bến Kiều. Rất là đẹp. Cái gì chứ hả? Sợ gì? Trời ơi vậy. Dạ. Đây đang sắp xếp bàn ghế lại. Như hồi sáng đó chị. Chắc 10 người, chắc 3 bàn đúng không? 10 người. Tại vì 2 bàn 10 thì mình nhỏ ít quá. Không cái này ở đây cũng được chứ chị. Xem ha, phía trong kia xa xa có cái đèn nhấp nháy xe chạy á, là cầu Quang Trung, và xa hơn nữa là cầu Hưng Lợi ha, là đường dẫn của cái cầu Cần Thơ đi về. Và còn cái tòa nhà cao cao đó là cái Nguyên Cơm của Cần Thơ nha.
cái trung tâm siêu thị lớn nhất đó. Rồi, các bạn xem. Đi phòng á, ngày nó thay cho mình ra hai lần, vỗ cụi hai lần luôn, còn tóc cũng có nữa. Liên uống gì kêu cho em uống chứ? Giấy á, con giấy ẩm nó để cho mình sợ giờ. Cà cao sữa nóng. Ví dụ người này cô A này làm từ phòng 1 tới phòng 10 đi. Là cổ cứ làm hoài. Chị Tiên này là người Việt kiều Pháp nha các bạn. Chị từ Pháp nói về cách nay 2 tuần đó. Mà mất đồ cho nên là tụi mình là bữa nay là tiếp khách ha, tiếp khách là từ Pháp nè, Đà Lạt nè, rồi còn một chị ở Long An chưa tới. Cô đợi tí đi con. Để bà đi con trước bà đi. Lên trên cái tầng uống cà phê để ngắm toàn cảnh thành phố Cần Thơ nha. Ở đây thành phố rất là lung linh, rất là đẹp đấy nha các bạn. Mẹ, con đọc bài đi con. Mẹ, con đọc bài đi con.
dù ở đây cũng rất là lịch sử ha, vui vẻ lịch sử.